Trước đó là 4.65 đúng không? Bây giờ hiện tại là 4.66 rồi. Thì cho các bạn update 4.66 này á, có gì? Thì đầu tiên á là các bạn sẽ thấy đây là cái bảng của admin ghi nha các bạn. Đây, đây. Đó, thì đầu tiên á là những cái, nói chung là những cái keyword các bạn. Đó, hay mấy cái đồ trong Battle Pass á sẽ không chạy được. Và giống như là mấy cái cục đá các bạn được bút thêm nè, thì mấy cái này thì mình sẽ không có quan tâm lắm nha các bạn đúng không? Cái quan tâm nhất á, đầu tiên là xe bot V2. Đó, được tăng đam. Đầu tiên là được tăng đam nha các bạn và được sửa lỗi và giống như là giảm cái gì sử dụng sức khỏe cái đã chết khi di chuyển. Nói chung là cái này là không cần không dịch khó hiểu lắm các bạn. Nói chung là lát hồi mình dịch sẽ dễ hơn cho các bạn. Rồi, đầu tiên tiếp theo nè. Đã sửa lỗi Haki cho súng Phoenix Play V2 nha các bạn, là cái Phoenix Gun này các bạn. Đó. Ôi. Đấy nha các bạn, thì đầu tiên hai cái mình quan tâm là gì? Đó chính là cái melee support được tăng đam đúng không? Cái thứ hai là cái Phoenix Play nữa các bạn. Đây, nhiều bạn mình nghĩ là sẽ thắc mắc tới đây á, là Phoenix Play được buff đúng không các bạn, nhưng thực sự là không được buff nha các bạn. Phoenix Play chỉ được sửa lỗi thôi nha các bạn. Đó. Thì sửa lỗi gì? Thì các bạn để ý trước đó là mình review cho bạn á, là sau khi mình bật Haki lên đúng không? Thì không được tăng đam cho súng nha các bạn, không được tăng đam cho kiếm cho lộn. Đó. Thì hầu hết những cái kiếm khác các bạn bật Haki lên được tăng đam đúng không? Nhưng mà riêng cái Phoenix Play V2 này không được. Đấy là vậy. Nên cái đó là lỗi thôi bạn, admin sửa lại thôi. Đấy. Nhưng mà cái sửa này giúp cho cái cây Phoenix Gun này trở nên trời ơi bá cực kỳ luôn các bạn ơi. Các bạn không, chỉ một sửa lỗi nhỏ thôi, là sửa lỗi cái Haki không được tăng đam thôi, là các bạn thấy đam áo cực kỳ luôn. Bây giờ lát hồi mình sẽ review cho bạn đam sau nha. Bây giờ là xe bot trước đi nha, xe bot cho dễ ha. Đầu tiên là admin buff cho bạn là đam xe bot đúng không, hồi nãy các bạn thấy đúng không? Đó là admin buff buff đam xe bot. Rồi bây giờ là mình có clip xe bot cho bạn thấy luôn nè. Đây đây, thì đầu tiên á là cái dạng V2 trước đi ha. Đấy, cái dạng hồng trước đi, là bây giờ các bạn xài chiêu á với lại đánh thường á sẽ đỡ trừ máu hơn nha các bạn. Đấy, thì bình thường á các bạn có thể thấy á là mình bị trừ khá là nhiều luôn nha các bạn. Đây các bạn thấy nha nè. Đó. Các bạn thấy chưa, đó 2.500 nha các bạn. Đó, mình xài một chiêu tới 2.500 lần. Đó, một chiêu 2.500, một chiêu 2.500. Và cái chiêu Z các bạn. Cái chiêu Z đấy. Cái chiêu Z thì hình như là mình bị trừ nhiều lắm bạn, mình trừ hình như là một khúc máu liền luôn. Đây mình cho bạn xem nha. Đây đây đây, xài chiêu chưa, xài chiêu chưa? Ủa chưa. À đây xài rồi. Đây đây các bạn thấy nha. Đây 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 các bạn thấy nha. Đó. Đó, một lần là trừ 400 nha các bạn thấy nha, một lần trừ 400. Và một lần đánh thường của mình á sẽ là bao nhiêu ta, quên rồi ta. Một lần đánh thường của mình sẽ là 2.500, bạn thấy chưa? Đó là bị sửa 2.500 đúng không? Thì bây giờ á là mình đã bị nói chung là được sửa lại, là bị giảm rồi nha các bạn. Hiện tại là mình không có nâng điểm vô melee. Đây thấy không? Đó, hiện tại là mình không có nâng điểm vô melee nên mình không có cho bạn thấy được, nhưng mà bây giờ mình nghĩ là mình sẽ reset điểm nha các bạn. Đây. Mình sẽ reset điểm cho bạn thấy. Đó, ui da. 25 ai 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 ai. Một con du biển đó bạn ơi, một con du biển đó. Rồi, mình không nâng điểm giá quỷ luôn đi ha. Đó, để mình review cho bạn cho dễ nhất có thể luôn ha. Rồi. Rồi, đầu tiên, đây bạn thấy nha. Một lần đây bây giờ mình quánh bạn thấy chưa? Mình còn có 1025 thấy chưa? 1.25 thấy chưa bạn chưa? Là mình giảm một nửa đam mình nhận vào nha bạn. Đó. Là mình bị trừ mà ít rồi đó, đó. Bị trừ mà ít rồi nè. Cái này mới gọi là búp nha bạn chứ không phải là sửa nha. Sơ bot gọi là búp á. Còn cái Phoenix Gun này như mình nói đó là không có búp nha bạn. Phoenix Gun này chỉ là sửa thôi. Xe bot này mới gọi là búp nè. Rồi, chiêu Z nha, chiêu Z hồi nãy là trừ một lần 400 đúng không? Bây giờ như ta. Đó thấy nha, có 263 thấy chưa? Đó, trừ rất ít nha bạn. Trừ ít lắm luôn ấy, khá là ngon luôn nha bạn. Đó, rồi. Bây giờ là cho bạn thấy đam nha. Đam của xe bot này ha. Để coi xe bot admin búp bao nhiêu đam. Rồi. Mình coi mình tự quánh đi nha bạn, mình tự quánh nhiều. Một lần là 3751 nha bạn thấy nha. Một lần là 3751. Đó, một lần 3751. Rồi. Bây giờ là quánh bao nhiêu nha? 5.000 đam. Trời. Trời, 5.000 đam á. 5.000 đam. Oh my god. Rồi, các bạn nhìn chiêu nha. Rồi, giờ cho bạn coi chiêu nè. Một Z vô quái bình thường thôi nha bạn, không ảo nha bạn. Hai hit thôi nha. Hai hit thôi, mình tính đam hai hit thôi cho dễ nha bạn. Đó, hai hit thôi, 12.530 nha. Rồi bây giờ các bạn nhìn nha. 13.000 đam thấy chưa? 13.530, đã hơn được 1.000 đam. Rồi, tiếp tục. Sẽ chịu ít nha. Chịu ít. Ít nhiều đây. Chứ hai hit luôn là 7.500 đúng không? Hai hit 7.500 rồi, ít. Ơ, một hit nè. Một hit 4.200, vậy là hai hit mình nghĩ là 8.400 các bạn, cho mình nghĩ hai hit 8.400 ấy. Đúng rồi, à 8.500 nha các bạn. À đúng rồi. Đó, mình tính sơ sơ nha các bạn chứ mình không tính tỉ kỹ từng con số được. Rồi. Ok. Đó, rồi giờ tới chiêu C nha. Chiêu C giữ full luôn là nhiêu? Giữ full 15 hit là 15.000 đam nha các bạn, 15 hit là 15.000 đam. Rồi bây giờ giữ full chiêu C. Đó. 15 hit là 18.000 đam bạn thấy chưa? Đó, tăng đam nha bạn, xe bot gọi là tăng đam nè, rất là ngon luôn nha. Rồi bây giờ là chuyển dạng nha.
Rồi bây giờ chuyển dạng đi. Rồi chuyển dạng một lần mình quánh là, khi mình chuyển dạng một lần mình quánh sẽ là 5.000 nha bạn. Ô ô giờ 5.001, bây giờ chuyển qua thành mình thành kiếm nè bạn. Đó rồi giờ mình chuyển qua dạng này ha. Đầu lần quánh thường nhiêu? 5.500 nha bạn. Thôi đã, một lần đánh thường 5.500 đam cái gì vậy, đam ghê bạn, đam to thực sự luôn á. Rồi giờ xài chiêu nha. Rồi giờ full Z vô nè. Full Z vô sẽ là 14k. Sao lại 14k được nhỉ? Sao là 14 hit? Từ từ. Full đi ha. Full đi, full phải full là bao nhiêu? 15 hit mới chuẩn chứ đúng không? Ô full là tới 20 hit luôn nha bạn. 15k đam 20 hit. Rồi bây giờ Z nha. Đó, bây giờ coi nhiêu đam. Ủa? Ủa? Từ từ nha. Hơi sai rồi đúng không? Có gì đó hơi sai sai các bạn. Hồi từ nha. Hơi sai sai sao á? 20 hit. 20 hit là từ coi kỹ đây nha các bạn. Rồi 20 hit các bạn, 19k đam mà đúng không? Các bạn nhìn rõ nha, 20 hit nha. 20 hit là 19k đam đúng không? Đó. Mình đánh thường vô mới là 24k đúng không? Rồi bây giờ. Ủa số kỹ ta, từ nha. Rồi. Rồi bây giờ mình xài Z nha. 526 nè, 20 hit nè các bạn. Ủa cũng 20 hit nè. Nhưng mà sao giờ còn 10k đam vậy ta? Ủa? Đúng không? Mình phải không? Mình đâu có sai gì đâu đúng không? Mình không có sai một cái gì trong này nha. Hồi xưa là đốt một lần là tới 700 máu nha bạn, thấy không nè, 700 máu nha. Đó. Xong các bạn mới bị trừ nhiều máu, còn bây giờ là cái chiêu Z này đã giảm rồi nha bạn. Đó, giờ còn có 500 mấy à. Đó. Giảm còn 500 mấy à, đam ít xuống rồi luôn nha bạn, ít xuống luôn á. Oh no. Vậy là sẽ bóc bị giảm cái chiêu Z nha các bạn. Nhưng mà đam đánh thường với lại mấy cái chiêu khác á sẽ được tăng lên. Đấy là vậy. Là sẽ bóc như là giống như vừa được giảm vừa được tăng thôi nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ tới qua Phoenix Gun nè các bạn. Phoenix Gun đây, cái này là mình mới nói các bạn muốn thay đổi lại suy nghĩ nè. Trước đó là mình luôn luôn cho bạn thấy là cái Phoenix Play này á là mình không có ưu tiên chọn đúng không? Đó, hầu hết mình đều chọn là cái Melee Frankie Sabot, tại vì vừa săn ngon mà vừa đam to đúng không các bạn, vừa BB chuyển dạng được luôn. Đó rất là nhiều cái lợi hơn mà cũng đánh xa hơn cả Phoenix Play nữa các bạn đúng không? Đó đánh xa đánh thường xa hơn nè. Đó còn Phoenix Play là chiêu. Đó là vậy. Nên mình ưu tiên Sabot hơn, nhưng mà một cái sửa lỗi nhỏ thôi bạn ơi, là mình thấy là Phoenix Play các bạn nên sử dụng lại nha bạn. Một loại kiếm giờ săn cũng ngon rồi đó bạn. Đây, mình cho bạn thấy nha, suy nghĩ lại nha. Bây giờ các bạn suy nghĩ lại cho mình luôn nè. Đầu tiên các bạn thấy nha, không bờ haki nha, là 1.500 đúng không? Trong clip nè, lúc này là 4.65 các bạn thấy nha. Đấy, 4.65. Rồi, 1.500. Rồi, tiếp tục. Bờ haki lên dẫn 1.500 các bạn thấy chưa? Đây là lỗi nha bạn chứ không phải là gì đâu. Đây là lỗi thôi chứ không phải là búp đâu nha bạn. Đó nên mình mới nói đó, đây là lỗi chứ không phải là búp đam đâu. Rồi. Full combo vô có 13.500 các bạn thấy chưa? Full combo vô 13.500 nha. Rồi tiếp tục. Cái cú cuối cùng nha, mình cho bạn thấy nè, cái cú cuối cùng nào là 7.500 nha bạn. Cái cú cuối cùng mà rẹt các bạn. Đấy, là chỉ có 7.500 đam thôi. Đây mình cho bạn thấy rõ luôn nè. Đó bạn thấy nha, đó cú rẹt chỉ là 7.500 đam. Còn bây giờ nè, bạn nha. Bây giờ là bình thường là cũng 1.500 đúng không? Đó, rồi khi các bạn bật haki lên cho mình. Một lần 2.000 đam bạn thấy chưa? Thấy đam khác chưa? Một lần là 2.000 đam nha. Rồi. Cái đó chưa là gì đâu. Cái quan trọng á là cái cuối cùng đó bạn, cái cú cuối cùng nè. Hồi nãy là 7.500 đúng không? Rồi mình cho bạn xem nè. Đó bạn, giờ bạn thấy nhiêu đam chưa? Các bạn thấy bao nhiêu đam chưa? Ôi. Ôi, một cái chiêu bắn rạch vậy thôi, 13k đam. Đó. Thôi. Rồi, hồi nãy các bạn thấy nha, full chiêu đúng không? Full là full hình như là 4 lần bắn thường với lại một cái lần rạch vậy á. Là hình như là 13.500 đúng không? Đó mình nhớ làm vậy. Rồi bây giờ bắn full cho bạn thấy nha. 1 2 3 4 nè, đây nè, 21k đam mày chưa? Các bạn suy nghĩ lại chưa? Các bạn muốn thấy suy nghĩ về cái Phoenix Gun này chưa? Muốn suy nghĩ lại liền chưa? Ôi, tăng 7.500 đam. Oh my god bạn ơi. Bắn trời ơi, bắn tùm lum luôn bạn ơi, đúng là bắn cái chiêu bắn tùm lum nè bạn. Ôi, cái chiêu bắn tùm lum này tăng đam. Bây giờ muốn suy nghĩ lại bạn ơi. Phoenix Gun bây giờ là có thể gọi là bắt đầu ngang kèo vậy, lại với lại xe bot rồi nha bạn. Chứ bạn không chỉ bắn thường nha, chỉ bắn thường thôi là 21k đam rồi đó. Nhưng mà như một cái lỗ nha bạn là Phoenix Gun là các bạn phải chờ gạt đạn, hơi lỗ cái đó thôi. Rồi giờ xài chiêu nha. Giờ qua chiêu cho bạn thấy chiêu nha. Ủa tăng đam nhiều lắm á các bạn ơi. Tăng đam nhiều lắm luôn á. Rồi bắn bạn thấy nha, bình thường nè, giữ cái thả nè là 6.680 nha. Rồi bây giờ giữ lâu. Giữ lâu thả sẽ là 17.500 bạn thấy nha. Đó là 17.500 nha. Rồi ok. Rồi bây giờ bắn cái thả nha. Chiu. Bắn cái thả 7.300 đam hay chưa? 6.680 mấy á, lên 7.300 đam. Rồi bây giờ giữ nè. Bạn nhìn giữ nè. Đây bắn vô quái kia đi ha. Cho chúng cho dễ nha mày. Đó cho tính đam cho dễ. Ủa, không tính nè. Ủa bắn gì mà không tính nè.
game lỗi vậy? Game này bị lỗi rồi bạn ơi. Game này bị lỗi rồi. Rồi đây giữ lại nha. Đó, họ bạn nhìn coi đốt nè. Tục nhiêu? 21 cái đá 12 hit các bạn thấy chưa? 21 cái đá 12 hit nha, được cũng 12 hit nha các bạn thấy chưa? Cũng 12 hit nha. Và cái UZ các bạn để ý nè, chiêu này hồi rất là nhanh luôn bạn. Hồi liên tục luôn á, nếu mình nhớ không lầm là hồi đó bạn không? Đó nếu mình đếm không lầm là hồi liên tục luôn. Hồi liên tục luôn. Rồi bây giờ tới chiêu X nha. Đây. Rồi chiêu X. Đây chiêu X này là mình chỉ có test vô bot mới là full dam được nha các bạn. Đấy mới chuẩn dam được. Rồi, chiêu X nha. Đây chiêu X cho bạn thấy nha, bắn vô bot nha. Vô qua vô bot này có 18 hit này không tính đi. Mình bắn cái nào mà cho nhiều nhiều hit đi ha các bạn, nhiều hit hơn đi ha. Đây. Đây pha này chắc mình nghĩ nhiều hit hơn nè. Đây bạn nha, 21 hit nha. 21 hit là 37k dam nha các bạn. Đây. 21 hit là 37k dam. Rồi. Bây giờ bật lên và bắn thử cho bạn xem nha. Đây. Đó. Phải chưa? 21 hit. 21 42.000 dam. Oh my god. Từ 37 lên 42.000 phải chưa? Mà các bạn thấy có một chiêu nào không? Các bạn đi, không có, hình như là ít có một cái cây kiếm là một chiêu nào là 40 mấy k dam luôn nha các bạn. Hình như là không có luôn á, chứ không phải là ít đâu nha các bạn. Không có nha. Đây là mình nói là quánh vô quái nha các bạn. Là trong bơi bơi luôn á, mình nói thẳng là trong bơi bơi luôn á, chứ không phải là những cái cây mà giống như là hồi xưa như là Phoenix Lay cũ hay là Muramasa quánh vô những con boss to mới bị vậy đâu nha các bạn, đúng không? Cái này là mình nói về một con quái nhỏ thôi đó, là một chiêu đã là 40 mấy k rồi. Trời ơi. Ảo quá, ảo luôn bạn đúng không? Cái này là gọi là siêu ảo luôn. Đó. Cái này là siêu ảo luôn chứ không phải là ảo bình thường nữa bạn ơi. Bây giờ mình thử nè, mình ráng nha bạn, mình ráng bắn. Bắn chuẩn hết tất cả hết vô luôn nha bạn. Không hụt phát nào nha. Đó. Đó phải không? Tại vì cái đầu tiên á là con quái di chuyển các bạn. Đúng không? Phải không? Con quái di chuyển khó chịu lắm. Cái quái di chuyển vô mình á. Cái nhất, cái thứ hai là mình bắn bị giật màn hình đó bạn. Nên không thể nào mà full chưa được, chỉ có giờ muốn dễ á là bây giờ mình nghĩ là chỉ có đi săn du biển hay ra bạn, mình bắn vô thì các bạn mới thấy được full lượng đam thôi. Thì mình sẵn đây thì mình có thể sử dụng đi săn luôn. Thì bạn nào muốn mình đi săn bằng cái full display này khi mà được admin sửa lỗi bạn, để các bạn thấy khủng như thế nào ha, thì bạn comment bên dưới cho mình biết nha bạn. Rồi bây giờ là đây, mình bắn full chiêu cho bạn thấy nha. Full hit chứ lộn, đây full hit nè, ngay dưới mình luôn nè. Đó, thấy chưa? Đó, quái cứ bị văng các bạn nên hơi khó chịu tí. Đây 24 hit, 48.000 đam thôi. Một chiêu thôi, một chiêu vô người thôi nha bạn. Tính con quái này như là một người đi ha. Một chiêu thôi là, một chiêu ít là tiêu diệt một người luôn rồi bạn ơi. Trời ơi, 48.000, trời ơi. Cái gì đấy lại. Cái gì á bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Các bạn muốn suy nghĩ lại về cây Phoenix Play này chưa? Đó, rồi. Thì đó là những gì mà admin update trong bản update 4.66 mà mình muốn cho bạn thấy nha. Rồi thì các bạn nào thấy hay á thì comment ý kiến mình dưới cho mình biết nha các bạn. Rồi thì mình nghĩ á là hơi tới đây đủ rồi bạn ơi, quá mạnh đó bạn ơi, chứ mình nghĩ là mình sẽ xài cái full display này trở lại nha các bạn. Đó, trở lại nha các bạn, full display bây giờ mới gọi là trở lại đam ảo nè. Đấy, cái cây Firefly này trở lại súng lửa này mạnh quá bạn ơi, không còn gì để bàn rồi nha. Đấy, chỉ một sự lỗi nhỏ về cái haki thôi đó là bạn thấy lượng đam khác biệt chưa. Rồi thôi, mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nào thấy hay á, kéo xuống dưới bấm cho mình một like, subscribe mình nha. Ủng hộ mình, clip mình, ủng hộ kênh của mình nữa. Cảm ơn các bạn nhiều, coi giới thi. Bye bye. Ấy da, đừng có xem chùa nữa đó mà. Hãy bấm một like, một subscribe đi để giúp cho mình được 150k sub nào mấy ngộ ơi. Trời ơi.